Rồi, lên cho anh em cái cột cản hàng Nhật Makita TR1 80D. Thì hàng này chuyên sử dụng cho công trình hợp rút lát. Thì cái này là hàng Nhật về nha anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ mình. Chỉ có 5 triệu thôi. Máy mới tới mấy chục triệu. Rồi, mình thử. Ok. Đấy. Kẽm cột là rất ok. Anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Thì cái kẽm này của Makita bán cũng rất là nhiều. Rồi. Rồi em Tùng cảm ơn anh em.